Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối, Chủ nhật ngày 4 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng, làm 100 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Đi cùng đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đến kiểm tra thực địa tại hiện trường xảy ra trận mưa lũ sạt lở đất tại bản Lĩnh, bản Tin Tốc, xã Mường Pồn, sau khi nghe lãnh đạo huyện Điện Biên báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần có các phương án tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm người mất tích, tiếp tục rà soát hỗ trợ di dời người dân và tài sản tại các bản có nguy cơ cao ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo ổn định đời sống, sinh hoạt cho người dân. Về phương án làm cầu bắc qua suối sang bản Lĩnh, nơi có hơn 2.000 người dân đang sinh sống và hai trường học, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần nghiên cứu kỹ làm cầu kiên cố để đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân. Đối với diện tích lúa bị thiệt hại, nếu diện tích nào khắc phục được thì khắc phục, không sẽ tuyên truyền vận động bà con chuyển sang trồng cây ngô và các loại cây màu khác. Về phương án bố trí tái định cư, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương cần nghiên cứu kỹ các phương án tối ưu, đảm bảo nơi ăn chốn ở, nhưng phải phù hợp với phong tục tập quán của người dân. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gia đình có người thân bị chết, thăm tặng quà động viên các lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Pồn. Tối qua, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Điện Biên. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình về nguồn Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức là một trong những hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể trong đợt này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng, làm 100 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã giúp tỉnh Điện Biên có thêm nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, tỉnh Điện Biên cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, thời điểm này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên đang tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác rà soát các hộ nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Mường Pồn, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Đến thời điểm này, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên vẫn là địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở. Do vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên đã khẩn trương chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt là các hộ gia đình đang sinh sống ở khu vực có ta luy dương cao gần nhà ở, khu vực ven sông, ven suối. Qua kiểm tra đánh giá, có 102 hộ dân phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, tăng 14 hộ so với ngày 31 tháng 7. Trong đó có 38 hộ dân bản Mường Pồn 1, 33 hộ dân bản Lĩnh, 21 hộ dân bản Tin Tốc, 10 hộ dân bản Hủy Ké.
Đến nay, đã có hơn 20 nhà ở thuộc vùng nguy hiểm cao được di rời đến khu vực an toàn. Từ nguồn lực được ủng hộ, thời điểm này Ban vận động cứu trợ huyện Điện Biên đã có phương án phân bổ tiền và hàng cứu trợ tới bà con đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Mường Pồn. Đến nay, tổng số tiền các đơn vị, tổ chức cá nhân ủng hộ xã Mường Pồn khắc phục hậu quả mưa lũ là hơn 2,2 tỷ đồng. Các hiện vật gồm hàng hóa, nhu yếu phẩm ước tính hơn 800 triệu đồng. Từ nguồn lực ủng hộ được, Ban vận động cứu trợ huyện Điện Biên kịp thời phân bổ tiền và hiện vật tới người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đảm bảo công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt đã cơ bản phân bố các hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của bà con. Sau đó, nguồn lực ủng hộ này sẽ được sử dụng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho những hộ dân bị thiệt hại về nhà ở và tạo sinh kế để giúp bà con sớm tái thiết lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là cao điểm của mùa mưa lũ, rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở đất đá trên những tuyến đường. Vì thế, việc đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn cần được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Ghi nhận tại huyện Mường Ảng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường liên xã Nậm Lịch, Mường Lạng thuộc huyện Mường Ảng xảy ra sạt lở tại 3 điểm. Điểm sạt lở lớn nhất có chiều dài gần 50 mét. Tại xã Mường Lạng, tuyến đường từ bản Hủy Lị đi bản Lịch Cang, xã Nậm Lịch bị sạt lở nghiêm trọng nhất. Đây cũng là điểm xảy ra tắc đường do khối lượng đất đá sạt lở lớn lấp mặt đường. Qua cái trận mưa lũ thì đã sạt tại vị trí từ km 1 cộng 200, sạt khoảng 300-400 mét chiều dài. Khối lượng đất đá sạt là khoảng tầm 3.000 đến 4.000 mét khối đất đá từ trên tà lý dương. Với tình hình như thế, chúng tôi cho huy động bà con nhân dân của bản là khơi tạm một cái đường để cho xe máy đi tạm đã. Còn hiện giờ là đất đá đã sạt hết mặt đường rồi, không ô tô chưa đi lại được. Chúng tôi đang nghiên cứu xem hiện tượng đất đá sạt ở trên đồi nó có ụp nữa không. Nếu mà không ụp nữa thì chúng tôi sẽ huy động máy móc, lực lượng để xúc toàn bộ cái sạt đấy đi và đảm bảo giao thông cho bà con đi lại. Huyện Mường Ảng có gần 98 km đường huyện, 235 km đường xã và gần 164 km đường trục thôn bản. Hiện nay nhiều tuyến đường liên xã, đường thôn bản tại các xã như là Mường Đăng, Ngối Cái, Nậm Lịch, Xuân Lao và Mường Lạng bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Trong những cái tuyến đã bị sạt lớn ấy, thì có những cái tuyến, đặc biệt là tuyến liên xã, thì chúng tôi phòng kinh tế hạ tầng cũng đã có các cái phương án, đó là đảm bảo cho giao thông đi lại, có máy móc khơi các cái điểm sạt lở lớn để cho giao thông đi lại và không bị ách tắc giao thông, không bị tắc lâu ngày. Hiện nay các điểm sạt lở do mưa lũ trên các tuyến đường thuộc huyện Mường Ảng cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên thời điểm này đang là cao điểm của mùa mưa lũ, do đó các đơn vị chức năng tiếp tục ứng trực và chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng, sẵn sàng khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo giao thông diễn ra thông suốt, an toàn. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng đóng góp tiền của ngày công của nhân dân, đến nay hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được hoàn thiện. Toàn tỉnh đã có 77 trên 115 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng 14 xã so với năm 2022. Giải pháp quan trọng được chính quyền các cấp thực hiện trong xây dựng giao thông nông thôn đó là ưu tiên lồng ghép các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã có hàng nghìn mét đất được người dân hiến và đóng góp, hàng trăm nghìn ngày công lao động để xây dựng sửa chữa các tuyến đường. Kết quả là đến nay, trong số hơn 2.700 km đường giao thông liên xã, toàn tỉnh đã có 1.300 km đường bê tông xi măng, bê tông nhựa và đá nhựa, trên 1.000 km đường giao thông bản được bê tông hóa, đạt tỷ lệ hơn 50%. 92 trên 115 xã có tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Với mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng cấp mở rộng bê tông hóa hoặc nhựa hóa 100% hệ thống đường xã, đảm bảo các xã có đường giao thông đi lại thuận tiện trong 4 mùa. Tỉnh xác định tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, huy động mọi nguồn lực kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nậm Pồ đạt trên 64 tỷ đồng, đạt trên 22%. Năm 2024, tổng kế hoạch vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia huyện Nậm Pồ được giao trên 293 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp gần 134 tỷ đồng,
nguồn vốn đầu tư phát triển trên 159 tỷ đồng. Mặc dù huyện đã có nhiều nỗ lực, song công tác giải ngân vốn vẫn còn thấp, mới đạt hơn 22% tổng nguồn vốn. Nguyên nhân là do gặp khó khăn, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, quy trình triển khai thực hiện cần phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị, thủ tục đầu tư qua nhiều khâu, nhiều bước, dẫn đến thời gian hoàn thành một số công trình dự án hỗ trợ kéo dài. Ủy ban nhân dân huyện Ập Pồ đã tập trung chỉ đạo bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán đúng thời gian quy định, theo sát tiến độ thực hiện của từng dự án để có giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.